Xin kính chào tất cả anh em quay trở lại kênh của Việt Vinh Audio, kênh chuyên bán phối ghép và test thiết bị âm thanh vào lúc 10 giờ sáng hàng ngày. Và trước màn hình anh em đang xem là một chiếc loa center đến từ Anh Quốc, chiếc loa center này của hãng Muddersott. Và nếu anh em nào đã theo dõi kênh của Việt Vinh Audio thì đều biết rằng vào ngày 26 tháng 1 năm 2022 thì Việt Vinh cũng có một chiếc center cũng của hãng Muddersott và nó giống chiếc center này. Và đến khoảng thời gian cũng rất lâu rồi lại về đến shop Việt Vinh Audio. Và trong clip ngày hôm nay thì Việt Vinh giới thiệu đến anh em chiếc loa center này. Đây là một chiếc loa center như anh em đang nhìn trước màn hình thì nó có kiểu dáng high-end. Và chất âm của nó cũng vậy thôi anh em ạ. Nó rất thích hợp anh em ghép vào những bộ dàn karaoke, nghe nhạc, những bộ dàn high-end. Và chiếc loa center đến từ Anh Quốc của hãng Muddersott và nó có model là Mezzo 5. Chiếc loa center của hãng Muddersott Mezzo 5 này ở trên thị trường bán rất là đắt. Nếu mà chúng ta mua ở bên nước ngoài thì nó rơi khoảng 450 euro, tức là khoảng tầm hơn chục triệu Việt Nam. Điều mà khi mà đập vào mắt chúng ta và rất là ấn tượng đó chính là loa chép, anh em thấy không? Loa chép nó đẹp không ạ? Loa chép. Và tiếp theo thì chiếc loa center này nó sở hữu hai bát 14, màng của nó thì anh em nhìn thấy rồi, màng của nó ánh tím và gân của nó là gân cao su. Màng này là màng kim loại anh em nhé. Đấy, màng kim loại. Đẹp không ạ? Rất độc đáo. Và điều đặc biệt của chiếc loa center này thì nó có thể đánh được cầu BOI. Anh em có thể nhìn, đây là cầu BOI. Khi nào mà chúng ta đánh cầu BOI thì chúng ta bỏ cái nối cầu này ra anh em nhé. Chúng ta đánh dải trên và dải dưới. Đấy. Nó có thể đánh được cầu BOI. Và đây là model của chiếc loa center. Ở trên này là cờ Anh Quốc, Made in England anh em nhé. Mezzo 5. Và số series của chiếc loa center này là 0122. Đấy, một chiếc loa center mà được rất nhiều anh em yêu thích. Chúng ta có thể nhìn qua đẹp không ạ? Màng của nó ánh tím anh em nhé. Tiếng của nó rất là hay. Đây, một chiếc loa center mà chúng ta có thể ghép vào những bộ dàn high-end, bộ dàn đắt tiền. Này, rất là đẹp đúng không ạ? Nó làm nổi bật cái bộ dàn của anh em lên rất là nhiều. Và những anh em nào mà đang dùng những bộ dàn karaoke, những bộ dàn nghe nhạc cần dải trên và dải trầm thì đây là một chiếc loa center nó hội tụ mọi yếu tố mà anh em đang cần. Một chiếc loa center đậm chất âm của high-end. Và công suất của chiếc loa center Muddersott Mezzo 5 này nó có công suất là 120W và trở kháng của nó tự động 4 đến 16 ohm. Anh em có thể ghép vào bất kỳ một chiếc âm ly nào mà có trở kháng từ 4 đến 16 ohm. Chiếc loa center Muddersott Mezzo 5 này nó có chiều ngang là 49cm. Và chiều sâu của chiếc loa center này nếu mà tính đến mặt e căng là 25cm. Và chiều cao của chiếc loa center này là 18cm. Anh em có thể nhìn, đây là logo của hãng Muddersott. Và e căng của nó là e căng hit. Đấy, anh em thấy ạ. E căng hit anh em nhé. Anh em nhìn này. Và bây giờ Việt Vinh xin mời tất cả anh em chúng ta cùng đeo tai nghe và thưởng thức chất âm đẳng cấp của chiếc loa center Muddersott model là Mezzo 5 đến từ Anh Quốc. Và hiện tại thì Việt Vinh đang đánh cầu BOI. Việt Vinh rút ra nhé. Đấy anh em thấy không? Việt Vinh rút ra bây giờ Việt Vinh cắm lại. Yes, it's yours. No, I can't forget tomorrow when I think of all my sorrow. When I held you there, but then I let you go. And now it's only fair. Thank you.
Anh em vừa nghe qua Việt Vinh giới thiệu về chiếc loa Center, một chiếc loa Center đến từ Anh Quốc của hãng Muddlesoft, một thương hiệu rất là nổi tiếng. Và chiếc loa Center này Việt Vinh vẫn bán với mức giá như mọi khi 4.500.000 đồng. Anh em nào yêu thích chiếc loa Center này liên hệ với cả Việt Vinh theo số điện thoại 0917659929. Còn bây giờ Việt Vinh xin chào tạm biệt tất cả anh em.